Em xin giới thiệu đây là những cặp loa mini em vừa soạn kho ra, thì mình dư ra được 9 cặp như vậy. Những cặp loa mini này nó có kích thước tương đương với nhau. Em sẽ nói kích thước xem đi nha. Chiều cao của loa là 25 cm, chiều ngang cả hai loa là 30 cm trên hai loa. Những cái loa mini này bass dao động từ 10 cho tới 12 cm, sử dụng cho phòng 30 m² đã về, hàng Nhật. Các anh có thể ghép với amply mini hoặc amply xây trung, công suất từ 80 cho tới 100W đảo về, hoặc ghép với dàn 5.1. Đối với các anh nào ở nhà mình đã có amply rồi mà mình thiếu lo thì mình mua lo thêm mình ghép, hoặc là mình kinh doanh quán ăn, quán cà phê, sân vườn rồi đó, mình muốn ghép nhiều cặp lo để cho cái tiếng nhạc nó du dương khắp cái cà phê, sân vườn hay là nơi kinh doanh của mình, thì mình cứ đặt nhiều cặp lo xung quanh khắp phòng ăn hoặc là cà phê, sân vườn, hoặc là nơi kinh doanh, hoặc là chỗ ở của mình. Đương nhiên rồi, chất lượng của những cặp lo hàng Nhật nó sẽ khác hẳn với cặp lo vi tính hay là cặp lo hàng Trung Quốc ngoài thị trường. Chắc âm sẽ ấm hơn, bass đầy đủ hơn. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship có thì cọc trước 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại. Bên em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Giá bán của mỗi cặp loa như vậy là 300 ngàn. Hiện tại mình đã có 9 cặp. Giá này là giá bán hết lô 9 cặp. Còn mua lẻ thì vui lòng liên hệ vào Zalo 0931008099. Sẽ có nhân viên chào giá lẻ cho mình. Em ưu tiên bán hết lô nha. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thế Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ship hàng toàn quốc, giao hàng tận nhà, ship code có cọc, hoặc là mình chuyển đủ để tránh phí thu hộ vẫn được. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho mình tham khảo. Trước khi quay mặt sau thì em sẽ quay gần mặt trước. Đây là cặp loa Victor. Mấy cặp này là Pioneer. Bây giờ mình sẽ quay mặt sau nha. Kem quốc ích L3 60W một cặp, Victor Z11 L3 đường tiếng 70W một cặp. Cặp loa Sanjo. Đây là cũng cặp loa Sanjo. Không ghi công suất trên lo, Victor này do nó bài tem cũng không thấy công suất trên lo. Pioneer C2 và Pioneer C3. Đây là tổng thể mặt sau của những cặp lo. Bây giờ em xin kết thúc clip test luôn nha. Cái nào mua hàng cứ liên hệ số điện thoại cũng như là Zalo 0931008099 để em chốt hàng cho mình.